Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn sẽ đến với ngày thứ tư trong chuỗi các bài tập yoga giúp giảm mỡ bụng, có một vòng eo săn chắc và thon gọn. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. Từ đây chúng ta sẽ đứng lên phía đầu thang một chút, đứng lên đầu thang. Hai bàn chân tách nhẹ, hơi quặn nhẹ xương cuối. Hít vào chúng ta sẽ đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, vươn dài cột sống, gập nhẹ hai tay. Hai bàn tay đặt cạnh hai bàn chân, trùng nhẹ đầu. Hít vào chân phải ra sau, chân trái ra sau về tập ván. Thở ra hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cẳng. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên thân. Thở ra chống mũi đầu ngón tay, đẩy hông lên cao về ngực, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, bước chân trái về cạnh, gập người sau. Từ đây chúng ta hít vào, nâng ngửa thân lên. Thở ra trùng nhẹ hai bàn tay xuống sàn, bước chân trái ra sau, bước chân phải ra sau về tập ván. Siết toàn bộ cơ thể lại, xốc vai. Thở ra hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cẳng. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên thẳng. Thở ra chống mũi đầu ngón chân, đẩy hông lên cao về ngực, chìm sâu vai của mình. Từ đây hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, bước chân phải về cạnh, gập người sâu. Tiếp tục hít vào, đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, gập người, hạ hai tay cạnh hai bàn chân. Hít vào, chân phải ra sau, chân trái ra sau về tập ván. Thở ra hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cẳng. Hít vào bước mũi chân, hạ bụng trượt lên răng. Thở ra chống mũi đầu ngón chân, đẩy hông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, bước chân trái về cạnh, gập người sâu. Hít vào, nâng ngửa thân người. Thở ra, hạ bàn tay xuống, bước chân trái ra sau, bước chân phải ra sau về tập ván. Siết cơ bụng của mình. Thở ra, hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cẳng. Hít vào vuốt mũi chân, hạ trườn lên răng. Thở ra chống mũi đầu ngón chân, đẩy hông lên cao về ngược, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, bước chân phải về cạnh, gập người sâu. Hít vào, thẳng lưng lên ạ, đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, vươn dài cột sống. Đặt hai tay cạnh hai bàn chân của mình, trùng nhẹ đầu gối, bụng áp sát vào đùi. Hít vào, chân phải ra sau, chân trái ra sau về tập ván. Thở ra hạ đầu gối, trùng khuỷu tay hạ ngực cẳng. Hít vào vuốt mũi chân, hạ bụng trườn lên răng. Thở ra chống mũi đầu ngón chân, đẩy hông lên cao về ngực, chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, bước chân trái về cạnh, gặp người sau.
Hít vào, nâng ngửa thân người. Thở ra, hạ hai bàn tay xuống. Hít vào, chân trái ra sau. Chân phải ra sau, về tấm ván. Thở ra, hạ đầu gối. Chung khuỷu tay, hạ ngực cầm. Hít vào, vuốt mũi chân. Hạ bụng, trườn lên ra. Thở ra, chống mười đầu ngón chân. Đẩy hông lên cao, về ngược. Chìm sâu vai. Chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân trái về dựng hai tay. Bước chân phải về cạnh, gập người sau. Hít vào, đẩy hông về trước, ngả người ra sau. Thở ra, vươn dài cột sống. Hai tay cạnh hai bàn chân. Hít vào, chân phải ra sau. Chân trái ra sau, về tập bản. Hãy siết toàn bộ cơ thể và giữ ở đây. 6 5 4 3 2 1. Thở ra, hạ đầu gối xuống. Chung khuỷu tay, hạ ngực cằm. Hít vào, vuốt mũi chân. Hạ bụng, trườn lên ra. Siết bụng mông đùi. Thở ra, chống mười đầu ngón chân. Đẩy hông lên cao, về ngược. Chìm sâu vai. Tiếp tục hít vào, bước chân phải về dựng hai tay. Bước chân trái về cạnh, gập người sau. Hít vào, nâng ngửa thân người. Thở ra, gập người sâu xuống. Hít vào, chân trái ra sau. Chân phải ra sau, về tấm ván cao. Siết toàn bộ cơ thể giữ. Hãy giữ theo khả năng của mình. Nếu tốt thì chúng ta có thể giữ lâu hơn. 6 5 4 3 2 1. Thở ra, hạ đầu gối xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ khuỷu tay của mình xuống. Hạ khuỷu tay của mình xuống. Đưa chân ra sau, về tư thế tấm ván thấp ạ. Tư thế tấm ván thấp. Chúng ta hãy giữ theo khả năng của mình. Xếp bụng, xốc vai. Khi căng mỏi, chúng ta có thể hạ nhẹ đầu gối của mình xuống được chưa? Hạ nhẹ đầu gối xuống. Tiếp tục chúng ta thực hiện lần 2. Hít vào, duỗi chân ra sau. Từ đây chúng ta có thể nâng chân lên, hạ chân xuống được chưa? Đổi bên chân, nâng chân trái, hạ xuống. Rồi chúng ta có thể hạ đầu gối xuống sàn. Trong quá trình căng mỏi, nhất là căng mỏi vòng tay vai, chúng ta có thể trở về với tư thế em bé thư giãn. Chúng ta vẫn tiếp tục làm tư thế tấm ván thấp. Đưa chân phải ra sau, chân trái ra sau. Giữ ở đây, xốc vai lên. Từ đây chúng ta có thể tách nhẹ chân phải sang bên phải. Đưa chân phải trở về. Hít vào, đưa chân trái sang trái. Rồi trở về. Có thể hạ nhẹ đầu gối của mình xuống để chúng ta có thể thư giãn. Rồi đẩy vai ra sau. Cảm nhận các cơ vai của chúng ta được kéo giãn. Tư thế giãn cơ giúp chúng ta không bị cơ bắp vùng tay vai của mình. Rồi nhẹ nhàng tiếp tục đưa chân ra sau. Siết toàn bộ cơ thể. Nâng chân phải, đưa chân phải sang phải. Rồi trở về. Chân trái sang trái. Trở về. Hít thở đều.
hạ đầu gối xuống, đẩy vai ra sau. Tiếp tục lần cuối ạ. Đưa chân ra sau. Tấm ván. Hãy giữ ở đây. 6 5 4 3 2 1. Rồi, thở ra hạ đầu gối xuống. Hãy tách rộng đầu gối sang hai bên thảm. Duỗi thẳng hai tay của mình ra, hạ ngực, hạ trán. Hít thở đều. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Tư thế này sẽ giúp chúng ta kéo giãn hết vùng cơ tay vai của mình. Từ từ đây chúng ta hãy nhẹ nhàng đẩy hông lên. Vừa rồi đó chính là bài tập ngày thứ tư trong chuỗi các bài tập yoga giúp giảm mỡ bụng, có một vòng eo săn chắc và thon gọn. Và mình cũng rất mong là sau khi tập xong, các bạn hãy comment phản hồi của các bạn đối với clip này và tiếp tục đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Tạm biệt.